Đừng có quay quá, đừng có quay nữa. Giờ mình thăng với nhau chưa? Giờ mình cho mượn tiền được chưa? Cũng hơi thăng thăng rồi đó. Hơi thăng thăng rồi đó. Trời, đừng quay nữa, đừng quay nữa. Quay hoài trong mặt quá. Trong mặt. Ba mai nằm mà nhấp tẻ mấy lần luôn nè. Tẻ hoài mà nó cũng lên lá hoài với phần sâu siêu quá. Nó cắt hoài thường xuyên như này nó mới đẹp nè. Còn mà mai mà một năm mình cắt cái con lằn là không có tàn. Ý là gì mà nó còn trống, trống khu bên đây. Này nữa rảnh kéo qua đó, kéo nhánh này qua đây gì đó ok. Là cái mai tròn rồi. Không nhận mình cũng khéo tay quá ta. Mà mình chưa có rảnh này mình đi dây nè. Đó lắc nhẹ qua đây cái là cái mai đẹp đi. Chết nữa. Ai mua bán vậy 2 triệu thôi cũng có tiền xài. Mai cái này chỗ bông luôn ta. Chỗ gì đâu. Trái mùa trái tiết. Mai gì đâu mà chỗ quanh năm này chứ, trồng tốt. Chỗ quá chỗ. Ủa. Trời ơi. Thằng Hào. Đi đâu hả? Trời xanh gió mát nắng hồng à. Mang lòng qua đây đó mượn gạo. Mượn gạo. Mượn gạo hay là đi qua đây nấu cơm? Mượn gạo. Ủa cái nồi này nồi nấu cơm mà. Nồi gia truyền đó thì đi mượn gạo. Ủa tôi tính qua đây ăn cơm chung cái gì đem nguyên cái nồi qua dưới vậy? Không có đâu, qua mượn gạo cái nồi này gia truyền ba đời của ông cố nội để lại. Gia truyền ba đời của ông cố nội để lại. Ôi coi chừng có vàng đúng không? Mới đào lên hay vậy? Không có đâu. Nắp bể trơn rồi kìa. Bể hết rồi, bởi vì khổ ra. Ủa sao mà bể nắp dưới ta? Em ra mượn gạo mà anh nắp hoài. Mượn gạo? Ừ. Có mượn gì nữa không? Không. Cho mượn ba lon gạo đi. Vậy thôi đi vô trong đi. Nè. Đi vô trong đi, tặng cho cái bông nè. Đi, vô. Nhìn đi trong tặng cái bông. Đi vô bếp tặng gì? Ơi. Nè, vô đi vô. Ngồi đi, ngồi đi. Đi gì đi trong tặng cái bông. Đi vô bếp tặng gì? Ê, sâu kìa. Sâu, sâu. Ê, sao nó kìa? Cũng cái đầu khơi khơi vậy. Con mũi gì á. Bây giờ mình không có đi vô bếp này, đi vô lưu đi. Đi vô lưu rồi tặng cái gì? Đi vô lưu rồi tặng... con cung. Ủa... Tào lao. Con gâu. Thôi. Ăn cà na đỡ đi. Nói gì vậy? Có gì đâu. Nắng gì vậy? Cà na mới hái. Ngon chứ hả? Năm mà nó ngon thiệt nè. Kệ nó đi. Mới hái con mấy trái đó. Ăn không? Ăn. Tình sáng. Nó ngon. Ngon. Cái gì vậy? Cái miệng gì mà chảy tầm lum chân. Miệng bể, miệng bể kỳ quá. Ôi thôi thèm quá ăn đi. Ôi. Bạn gái gì đâu mà gặp cà na tớp tớp. Ngồi ghế đi. Rồi qua đây mượn gạo rồi chừng nào trả. Ngon. Nó chua dữ à. Nó chua nó mới ngon. Chua mà chấm với một nêm là số 1 luôn. Ngon quéo luôn. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ngon không? Ngon không? Ngon quá. Ngon quá rồi. Im không, im không? Trời ơi, cà na trồng nhà mà không ngon sao được. 6 tháng rồi đó. Ngon. Cái này là bỏ nguyên trái vô phòng nè.
Ừ, ăn như vậy đó, phải ngon không? Mà lấy cái lu này đi qua đây mượn gạo, mà mượn mấy lon. Đừng đánh nữa nha. Đại, không? Đại thôi. Đánh đi. Đại thôi. Này để dành. Để dành. Nè cũng để dành nữa, mấy cho em qua em hái vài trái về ăn nha. Hết hết bự rồi, hết bự rồi. Còn trái nhỏ thôi. Hết à? Ừ. Công gãy hái chưa giờ được nhiêu nè. Làm gì cái gì gần chứ hả? Dạ bộ quá Trang đem cái bình qua để mượn gạo cho cha. Mượn tiền. Cái gì? Mượn tiền. Mượn tiền hả? Mượn tiền sớm giờ không nấu. Cho em mượn 2 triệu được không? À, tiền có đâu mượn. 2 triệu. Anh không có tiền. Anh hãy cho mượn gạo đi. Gạo thì còn có mấy lon à? Thì cho em mượn 3 lon đi. Còn mấy lon rồi sao mà mượn 3 lon rồi chịu lấy gì nấu? Mấy cho mượn tiền đi. Được, tiền 2 triệu thôi. Tiền thì có rồi đó, nhưng mà mới trả cho. Nhưng mà mình đâu có thân thiết gì đâu mà mượn. Ủa, thằng nãy giờ mình nói chuyện với nhau là mình thân nhau rồi đó. Mình chỉ là hàng xóm thôi. Thì mình hàng xóm mình thân nhau đi. Ừ. Cho em mượn 2 triệu đi. À, đừng có dò. Dò một hồi cái nó tiêu một cái là nó xẹp xuống liền á. Ghê vậy. À? Chắc phải nó tiêu rồi nó ngóc lên nè. Ở trên này làm sao mà ngóc được? Nó chạy xuống, nó ngóc lên. Chạy chứ nó ngóc lên. Bay tầm ba. Cho mượn 2 triệu đi. Thôi mình không có thắng đâu mà mượn. Đi mà. Anh cho mượn mấy người nào quen quen, thân thân đồ mới mượn được. Cỡ thằng cỡ ra. Ăn cả gì không? Đây giờ gió mát quá à. Tính là mặc quần để cho trời nắng thôi. Đừng có quay quá, đừng có quay nữa. Chờ mình thân với nhau chưa? Chờ mình cho mượn tiền được chưa? Cũng hơi thân thân rồi đó. Hơi thăng thăng rồi đó. Trời ơi, đừng quay nữa. Quay hoàn trống mặt quá. Trống mặt quá. Thôi bây giờ em mượn nhiêu? Mượn 3 triệu. Ủa hồi nãy nghe nó 2 triệu. Hồi nãy là mình chưa thăng, bây giờ mình thăng là mình mượn 3 triệu. 3 triệu hả? 3 triệu. À mà nói nghe nè. Bây giờ 3 triệu thì cho mượn thì được đó. Nhưng mà tính lãi nha. Lãi sao? 1 triệu tháng 300. Thôi chịu thắng cho trái cà na. Bảy. Chịu thắng 300, 3 triệu thắng 900. Chịu thắng 300 á, cắt cổ bộ họng đây gì thôi, chịu thắng 300 với trời. À còn mấy thôi anh miễn giảm cho tháng đầu rồi vô trong. Có cái nào, có cái nào mà anh chịu mà phí phí hả? Không? Phí không? Phí à. Luôn được không? Phí luôn á hả? Phí luôn được không? Vì là có cái này nè. Thôi mình đi vô trong đẩy xe bò đi. Đẩy xe bò? Ừ, anh phi cho. Thôi em thích giả gạo, em thích đẩy xe bò. Giả gạo hả? Giả gạo. Giả gì hả? Trời à, ơi. Giả gạo gì hả? Ừ. Thôi vậy cũng được ha. Vậy 3 triệu phải không? 3 triệu. Ờ đi. Cho mượn viên gạo nữa được không? Được, bao nhiêu cũng được chứ. Công nhận, ông nội này cũng khỏe như trâu vậy á. Tưởng đâu ông làm nhái ai dè quất 2-3 nhái liên tiếp, đúng là sức mạnh của tuột bô mà.